Một ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11 trên 14 nạn nhân xấu số. Cụ thể, có một đôi vợ chồng sinh năm 1998 và 2001, quê Hải Dương. Hai người sinh năm 1998 và 2021, cùng quê Hưng Yên. Nữ sinh năm 1995, quê Thái Bình. Một nam một nữ, cùng sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh. Nữ sinh năm 1999 và nữ sinh năm 1996, cùng quê Thạch Thất, Hà Nội. Hai người trong gia đình chủ trọ, gồm người phụ nữ sinh năm 1960 và người con trai sinh năm 1982. Còn ba nạn nhân tử vong đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện, gồm nam sinh năm 1997, quê Bắc Cạn, nam sinh năm 2000, quê Hưng Yên và một nam sinh năm 2000, quê Lào Cai.